Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Sức Khỏe Tự Nhiên, kênh thông tin sức khỏe hữu ích cho mọi người. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 3 nội dung chính sau đây. 1. Gan đang nhiễm độc nặng nếu đột nhiên đau 4 chỗ này. 2. Loại rau bác sĩ khuyên ăn nhiều canxi, xương khớp chắc khỏe, không lo đau mỏi. Và 3. 4 loại thực phẩm giàu tính kiềm, tế bào ung thư rất sợ. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung đầu tiên. Gan đang nhiễm độc nặng nếu đau 4 chỗ này, không thải độc ngay, gan hỏng nhanh khủng khiếp. Trên cơ thể của chúng ta, gan là bộ phận chính có tác dụng thải độc. Cũng chính vì vậy, gan lại là bộ phận rất dễ bị nhiễm độc, tổn thương. Gan nhiễm độc, bị tổn thương, lâu dần sẽ dẫn đến viêm gan mãn tính, xơ gan, ung thư gan và ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể. Những bệnh này đòi hỏi phải điều trị trong thời gian dài, làm cho người bệnh phải chịu nhiều tốn kém về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm chất lượng sống và nặng hơn là gây tử vong. Bởi vậy, phát hiện và điều trị sớm tình trạng gan nhiễm độc là cách tốt nhất để bảo vệ gan và sức khỏe nói chung. Nếu bạn phát hiện ra cảm giác đau kéo dài ở 4 bộ phận này trên cơ thể, thì cần lưu ý đến việc thải độc cho gan và thăm khám tại bệnh viện để có biện pháp chăm sóc gan kịp thời. Vị trí thứ nhất, đau bắp chân. Theo kiến thức y học cổ truyền, gan là bộ phận chi phối gân cốt cơ thể. Khi bạn phát hiện ra tình trạng chuột rút và đau nhức bắp chân không rõ nguyên nhân vào ban đêm, chứng tỏ gan của bạn đang bị nhiễm độc và có dấu hiệu suy giảm chức năng. Cơn chuột rút và đau bắp chân do gan nhiễm độc cũng có thể xuất hiện khi bạn đang vận động, kèm theo đó là cảm giác lạnh chân, tê chân. Khi thấy mình thường xuyên gặp tình trạng này, bạn cần thải độc cho gan và thu xếp sớm nhất để kiểm tra tại bệnh viện. Vị trí thứ hai, đau khớp. Hầu hết mọi người nghĩ rằng đau khớp là do lạnh khớp hoặc viêm khớp dạng thấp. Tuy nhiên, gan nhiễm độc, suy giảm chức năng cũng có thể gây đau khớp. Cơn đau khớp do gan nhiễm độc xuất hiện ngay cả khi thời tiết không trở lạnh. Cơn đau bộc phát khó chịu, chứ không dai dẳng và âm ỉ như bệnh viêm khớp. Đây là điểm phân biệt mà bạn cần lưu ý. Vị trí 3, đau hạ sườn phải. Khi gan bị nhiễm độc, bạn có thể bị căng đau vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải. Trong một vài trường hợp khác, có thể đau bụng dữ dội, vùng túi mật. Vị trí của gan nằm ở vùng bụng dưới bên phải. Do vậy, nếu xuất hiện những cơn đau này, thì đến 90% gan của bạn đang bị nhiễm độc hoặc gặp các vấn đề tương tự. Khi gan bị nhiễm độc dẫn đến viêm, chảy máu hoặc năng gan bị giãn ra sẽ gây sưng tấy, đau như châm cứu và đau âm ỉ. Vị trí thứ tư, đau vai phải. Khi gan nhiễm độc dẫn đến tình trạng viêm, nếu tình trạng viêm nghiêm trọng và các ổ viêm lớn sẽ gây ra cơn đau ở vai phải và lưng. Tình trạng bệnh càng nghiêm trọng thì cơn đau sẽ càng rõ ràng và phạm vi đau càng rộng. Nếu xuất hiện cơn đau bả vai như mô tả nêu trên, gan của bạn đang nhiễm độc cực nghiêm trọng. Bạn nên đi khám bác sĩ ngay để biết rõ tình trạng và được tư vấn cách điều trị hợp lý. Gan được ví như tổ hợp các nhà máy chuyển hóa phức tạp của cơ thể như chuyển hóa chất dinh dưỡng, khử độc và loại trừ độc tố ra ngoài cơ thể. Vì thế, chúng ta cần phải bảo vệ lá gan của mình, tránh để gan bị nhiễm độc, ảnh hưởng đến các bộ phận khác của cơ thể. Để phòng ngừa và điều trị tích cực gan nhiễm độc, quan trọng nhất là bạn cần xây dựng được chế độ ăn uống lành mạnh, ít dầu mỡ, ăn lượng vừa phải và ưu tiên rau, củ, quả. Ngoài ra, nhất định cần từ bỏ rượu bia, thuốc lá và dùng thuốc cẩn trọng theo chỉ định của bác sĩ để bảo vệ gan của mình. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo.
Loại rau bác sĩ khuyên ăn nhiều canxi, xương khớp chắc khỏe, không lo đau mỏi. Thiếu hụt canxi dẫn đến loãng xương, mất xương, xương yếu và thường xuyên đau mỏi là tình trạng mà rất nhiều người gặp phải, đặc biệt khi tuổi tác tăng lên. Vì vậy, chú trọng đến chế độ ăn uống để xương chắc khỏe là điều cực kỳ cần thiết. Ngoài các loại hải sản như tôm, cá, thì có một loại rau cực kỳ giàu canxi mà nhiều người không hay biết. Đó chính là rau diếp thơm. Công dụng số 1. Rau diếp giúp xương chắc khỏe hơn. Rau diếp thơm chứa hàm lượng canxi dồi dào. Trung bình cứ 100g rau diếp thơm chứa 70mg canxi tự do, nhiều hơn gấp 36 lượng canxi có trong một bát canh xương hầm. Sự so sánh này có thể khiến nhiều người trong chúng ta hết sức ngạc nhiên, vì không ngờ một loại rau xanh như rau diếp lại chứa hàm lượng canxi cao đến vậy. Với hàm lượng canxi cao, ăn rau diếp giúp tác động tích cực đến quá trình ổn định xương, phòng ngừa loãng xương, hạn chế tình trạng mất xương và giúp xương chắc khỏe, dẻo dai, không lo đau mỏi. Công dụng số 2, tăng cường hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch giống như một hàng rào bảo vệ cơ thể trước nguy cơ nhiễm bệnh. Vì vậy, hệ miễn dịch cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Ăn rau diếp thơm là một cách làm nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài giàu canxi, rau diếp tươi sống có chứa một lượng lớn vitamin A và beta carotene dồi dào. Vì vậy, khi bạn ăn nhiều rau diếp sẽ giúp hấp thu thành phần vitamin A, giúp tăng cường hệ miễn dịch và duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách thúc đẩy các màng nhầy. Công dụng số 3, bảo vệ mắt, tăng cường thị lực. Trong thành phần dinh dưỡng của rau diếp có chứa một lượng lớn chất zeaxanthin, rất tốt cho việc cải thiện thị lực do bị thoái hóa ở điểm vàng, võng mạc. Nó có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể. Ngoài ra, chất chống oxy hóa flavonoid có trong rau diếp còn giúp cơ thể ngăn ngừa tế bào lão hóa, giúp bạn trẻ lâu hơn và tuổi thọ cũng kéo dài hơn. Công dụng số 4, cải thiện khả năng sinh sản. Trong thành phần của dinh dưỡng của rau diếp tươi có chứa folate và lượng vitamin C dồi dào. Chất folate có tác dụng rất tốt trong việc duy trì sức khỏe của thai nhi và giảm đi biến chứng dị tật thai nhi bẩm sinh. Trong khi đó, vitamin C giúp da trở nên sáng khỏe và làm chậm quá trình lão hóa của toàn bộ cơ thể. Do rau diếp thơm chứa nhiều vitamin A, B1, B2 và rất nhiều chất dinh dưỡng như sắt, protein, loại rau này còn có lá mỏng, vị ngọt, nên bạn hoàn toàn có thể ăn sống để hấp thụ trọn vẹn và tối ưu các chất dinh dưỡng và vitamin. Do loại rau này rất lành tính và tốt cho sức khỏe, bạn có thể ăn 4 đến 5 bữa rau diếp một tuần nếu không cảm thấy chán. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. 4 loại thực phẩm giàu tính kiềm, tế bào ung thư rất sợ. Bệnh ung thư phát triển và gia tăng nhanh chóng đã khiến căn bệnh này trở thành nỗi lo của nhiều người. Tuy nguyên nhân sâu xa của bệnh ung thư không xuất phát nhiều từ việc ăn uống, nhưng cách chúng ta lựa chọn thực phẩm lại tác động rất nhiều đến việc tế bào ung thư được kích hoạt. Một trong những cách phòng ngừa ung thư hiệu quả là lựa chọn các loại thực phẩm có tính kiềm. Bạn hãy tham khảo 4 loại thực phẩm sau đây. Loại 1, bí ngô. Do có chứa nhiều carotenoid, kali, magie và chất xơ, nên bí ngô giúp làm giảm nguy cơ ung thư phổi, ung thư da và các bệnh ung thư khác. Bên cạnh đó, bí ngô còn có thể ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh béo phì, tiểu đường và giảm lipid máu. Hàm lượng vitamin A trong bí ngô cũng rất phong phú, bảo vệ mắt, đồng thời bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Loại thứ hai, hành tây. Ít ai biết rằng hành tây là một loại thực phẩm giúp phòng ngừa ung thư hiệu quả. Hành tây có chứa nhiều zeaxanthin. Đây là một chất giúp chống lại sự xuất hiện của các tế bào ung thư trong cơ thể. Ăn hành tây 2 đến 3 lần mỗi tuần giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Các nghiên cứu cũng chỉ ra người thường xuyên ăn hành tây có tỷ lệ mắc ung thư dạ dày thấp hơn 25% và tỷ lệ tử vong thấp hơn 10% so với những người ít ăn hoặc không ăn hành tây. Bên cạnh đó,
ăn hành tây cũng giúp cải thiện hiệu quả khả năng miễn dịch của cơ thể, đồng thời loại bỏ các gốc tự do và làm giảm khả năng gây tổn thương tế bào của các gốc tự do này. Loại số 3. Nấm kim châm. Nấm kim châm nói riêng và các loại nấm nói chung đều rất giàu dinh dưỡng. Trong nấm kim châm có chứa rất nhiều chất xơ, axit amin, protein và đặc biệt giàu polysaccharide, một hợp chất chống nâng cao hiệu quả sức đề kháng của cơ thể và tăng cường sức sống của các tế bào bạch cầu và đại thực bào. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng trong nấm kim châm còn có thể nâng cao sức đề kháng, đạt được hiệu quả phòng chống ung thư. Loại thứ tư, nho khô. Trong nho khô có rất nhiều phenolic, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có tác dụng hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do, từ đó ngăn tế bào ung thư bị kích hoạt và phát triển. Ăn nho khô đúng cách rất có lợi cho việc ngăn ngừa các bệnh như bệnh tim, xơ vữa động mạch. Nho khô còn chứa flavonoid có tác dụng bảo vệ gan, có khả năng chống oxy hóa mạnh và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Lựa chọn thực phẩm là một bước rất quan trọng trong quyết định trực tiếp tới sức khỏe của chúng ta. Chính vì vậy, các bạn cần hết sức lưu ý để chọn lựa ra những loại thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe và giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.